Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có các quyết định cho phép Trường Đại học Cần Thơ đào tạo bậc đại học ngành giáo dục mầm non, ngành sư phạm khoa học tự nhiên và đào tạo bậc thạc sĩ ngành lý luận và phương pháp dạy học. Theo đó, Trường Đại học Cần Thơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành, đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 5, điều 33 Luật Giáo dục Đại học đã được sửa đổi bổ sung. Các ngành này sẽ được tuyển sinh đào tạo vào năm 2024. Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ cũng thông qua kế hoạch mở ngành sư phạm lịch sử địa lý và sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm nay để kịp mở trong năm 2024. Hiện nay, khoa sư phạm Trường Đại học Cần Thơ đào tạo bậc đại học 15 ngành sư phạm, đào tạo trình độ thạc sĩ 5 ngành chuyên ngành.